Ơi, xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ là cũng tối khuya rồi nha các bạn. Sẵn tiện con này thì có quay lên chia sẻ các bạn luôn này. Đây, giờ nó thấy mình là nó ù rồi. Đây là con chim mồi các bạn, mà nó lên khách nha các bạn. Giờ thấy người là nó gù gáy, là điều khiển nó gù gáy luôn. À, coi nghe. Giờ các bạn muốn chơi khách thì lấy con này nha. Con này là con mồi, nó có thúc kèm dặm đồ bài bản lắm mà giờ nó lên khách các bạn. Đó, bạn nào có một trước có nhiều người hỏi mình chim khách lắm đó. À, nếu mà nó chưa có lên khách ấy, thì con này nó cao tiền lắm, nó cũng phải rơi vào từ 8 9 triệu trở lên các bạn. Đó. Nhưng mà vì nó xuống khách thì nó rẻ hơn, nó còn 3 triệu nha các bạn. Nó còn 3 triệu. Thì vẫn chơi mồi được, chơi khách được luôn. Ở dưới mình thấy ở dưới miền Tây á, người ta hay chơi thể loại này, nghĩa là vừa khách vừa mồi. Còn ở mình đây thì người ta chỉ ưa vào chim mồi thôi, chim khách thì ngoài Bắc người ta thích chơi nhiều lắm. Mình thấy ở ngoài Bắc người ta rất là thích chơi chim khách này nha các bạn. Đây là chim mồi lên khách thì nó sẽ hay hơn là chim con lên thì nó không có hay các bạn. Còn đây chim mồi nó chinh chiến ngoài rừng rồi á, nó gáy gù, nó chơi, nó đủ nước, nó no hết. Con này đủ nước hết nha, có kèm dặm bài bản hết các bạn. Nó đang dặm các bạn. Đấy, đây dèm ấy nó cu 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 cu. Có lúc có dèm dày lắm mà có lúc có dèm thưa. Như đây là thúc này, đấy nó dèm ấy. Cả ngày thôi. Rồi, nói chung là như vậy nha các bạn. Đó, nó là chim mồi, bây giờ xuống chim khách rồi các bạn. Lên chim khách hay xuống gì cũng được hết, muốn gọi gì gọi. Đó, giờ nó chỉ chơi khách được, chơi mồi vẫn được. Nhưng mà chơi mồi sau này thì nó thời gian là nó cũng không có bền. Chơi khách thì chơi mãi mãi. Con này nó thọ đến năm 60 năm. Đó là con này thì nó còn chinh chiến ngoài rừng, theo mình nghĩ nó cũng tầm 5 6 năm. Đây con này của ông anh để lại cho mình đó, nên là bây giờ bạn nào cần thì alo. Đó. Cánh đều lắm nha, nó đá mình luôn đó các bạn. Rồi, nói chung bạn nào cần thì alo qua nha các bạn. Rồi, bạn nào cần thì alo qua nghe. Rồi, mình xin dừng video luôn nha các bạn.